Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay em tiếp tục mời quý vị và các bạn đi xem và theo dõi cái bảng giá sắt thép mới nhất của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em trong ngày hôm nay 26 tháng 5 năm 2022. Thì mời các bác đi xem và theo dõi hôm nay thêm là bảng giá sắt thép Hòa Phát hôm nay là nó lên hay nó xuống nhá. Thì đầu video em cũng xin thông báo luôn cho các bác một tin cũng rất là vui. Đó là sắt thép đã xuống tiếp lần 3, là giảm sắt cây là giảm được 300 đồng 1 kg và sắt cuộn là giảm được 400 đồng 1 kg. Một thông tin rất là vui, do vậy là đầu video em cũng xin thông báo luôn cho các bác để các bác nắm được. Trong vòng 20 ngày trở lại gần đây nhất là đã giảm được, rơi vào như thế là sắt cân, sắt cây là đã giảm được 3 lần liên tiếp, là mỗi lần 300 đồng là thành 900 đồng trên 1 kg. Thì không là dùng be ngoại cỡ hay là có be này không? Thì tuy là nó giảm được 900 đồng, các bác nghe là nó cũng không được nhiều, nhưng mà thực tế nếu mà nhân ra cái trọng lượng của một cây sắt này thì nó giảm được vài chục triệu một công trình. Đấy, giảm được rất là nhiều đấy. Chẳng hạn như cái cây phi 16,2 kg thôi thì cứ cho là 6 cân đi. 69 là giảm được 5.400 là sẽ giảm được rơi vào khoảng 6.000 đồng một cây phi 10. Một công trình của các bác mà khoảng tầm 500 cây phi 10 thì nó cũng đã giảm được là đi 500 cây mà giảm được 6.000 đồng một 6.530 đấy, là giảm được như thế là vào 6 triệu hay là vào 6.530 là 30 triệu hay là 3 triệu nhỉ? Nét giá của anh Hường gì đến đó đâu? Này ăn thôi gì? Là giảm được 3 triệu đồng. Là nguyên phi 10 không là đã giảm được 3 triệu, chưa kể các cái sắt to và sắt cuộn nhá các bác. Một công trình này các bác giảm được mấy chục triệu đấy. Thì không để các bác phải chờ đợi lâu, và thông báo cho các bác là cái thông tin rất là vui đối với các bác khách hàng. Thì có bác nào mà chưa đặt hàng hoặc là chưa mua hàng thì trong thời gian tới xây dựng thì các bác giá nó giảm sâu như này thì các bác cũng rất nên là mình bố trí mình mua và đặt sắt trước đi. Không em nghĩ là cái thị trường này thì chung với lại là mình cũng không biết thế nào được, vì tất cả các cái giá cả nó đều neo thang. Mỗi thằng sắt thép này nó trộn nó bền xuống, thì đôi khi là em cũng buôn bán này thì em cũng chia sẻ cho các bác một điều, đó là đôi khi là sắt thép này nó xuống một vài lần để kiểu nó sẽ tạo đà tăng vọt. Lưu lại bản sao chẳng hạn, như nó xuống này, xuống một vài lần này, khi nó tăng là nó sẽ tăng rất là nặng luôn. Đấy, nó chia sẻ với các bác là như vậy. Còn là cái thị trường thì em cũng không thể nắm chắc được 100%, mà đây là cái theo cái kinh nghiệm của em. Đấy. Thì trước khi đi vào cái bảng giá sắt thép trong ngày hôm nay, khi nó đã xuống được 300 đồng đối với sắt cây và 400 đồng đối với sắt cuộn thì em cũng rất mong các bác xem video mà mình thấy hay và ý nghĩa thiết thực, thì rất mong các bác nào mình đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em, và đồng thời các bác ấn vào cái nút chuông thông báo để cập nhật video mỗi ngày. Vì cứ 8 giờ sáng ngày thì cửa hàng nhà em lại có cái bảng giá mới nhất để phục vụ cho các bác. Thì mời các bác đi xem cái bảng giá trong ngày hôm nay nhé. Cái phi 6 trơn đang có giá là 18.850 đồng 1 kg. Và phi 8 gai đang có giá là đi 18.900 đồng 1 kg. Phi 16,2 kg hàng dân dụng có giá là 120.000. Thì giá cũ là 122 thì xuống được 2.000 đồng một cây đối với lại phi 16,2.
Còn phi 17,2 kg hàng công trình thì từ 142 xuống còn 140 thì cũng giảm được 2.000 đồng một cây. Phi 12 hàng CV3 9,9 cân thì từ 194 xuống còn 190 là giảm được 4.000 đồng một cây. Phi 14 hàng CV3 13,55 kg từ 264 xuống còn 260 là giảm được 4.000 đồng một cây. Phi 16 17,2 kg từ 337 xuống còn 330 là giảm được 7.000 đồng một cây. Phi 18 22,45 kg hàng CB3 thì từ 438 xuống còn 430 là giảm được 8.000 đồng một cây. Phi 20 27,7 kg hàng CB3 có giá là 532.000 thì cái giá cũ là 542.000 là giảm được 10.000 đồng một cây. Phi 22 thì từ 33,5 kg hàng CB3 thì từ 654 xuống còn 642 là giảm được 12.000 đồng một cây, là cái giá hôm nay là 642.000 nha các bác. Phi 25 45 kg hàng CV3 là có giá là 840.000 thì cái giá cũ là đi 853.000 xuống còn 840 là giảm được 13.000 đồng một cây. Như vậy là xin chúc mừng tất cả các bác là sau bao thời gian trông ngóng thì sắt thép trong đợt vừa rồi 20 ngày trở lại đây là có xuống được 3 lần liên tiếp, là xuống được rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là vui cho các bác người tiêu dùng. Nếu các bác mà thấy cái bảng giá của cửa hàng nhà em nó cao nó thấp thì các bác bình luận góp ý cho em ở bên dưới. Và đừng quên ấn vào cái nút chuông thông báo để cập nhật xem video mỗi ngày. Từ 8 giờ sáng hàng ngày thì có thông báo mới nhất từ bên nhà phân phối thì em sẽ cập nhật để em gửi tới quý vị và các bác khách hàng ngay. Còn cái giá bảng giá xi măng của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em thì cái xi măng Hoàng Thạch 30 đang có giá là 1.780 đồng 1 kg. Và xi măng Hoàng Thạch MC25 có giá là đi 1.500 đồng 1 kg. Xi măng Long Sơn thì có giá là 1.600 đồng 1 kg. Và xi măng Hà Trung của công ty xi măng Long Sơn thì có giá là đi 1.580 đồng 1 kg. Xi măng Bỉm Sơn thì có giá là đi 1.780 đồng 1 kg. Nếu như các bác theo dõi video mà thấy cái giá của cửa hàng nhà em nó cao nó thấp thì các bác cứ bình luận góp ý ở bên dưới nhé. Còn cái nguyên vật liệu của tại bãi nhà em ấy thì cái cát vàng đang có giá là đi 450.000 một khối. Cát đen, cát trung hà, cát cành to ấy thì có giá là đi 220.000 một khối và cát nền thì có giá là đi 150.000 một khối. Đá 12 thì có giá là đi 290.000 một khối và đá 22 thì có giá là 320.000 một khối. Cái gạch 3 chấm loại A1 thì có giá là đi 1.020 đồng một viên. Còn cái gạch nọc vồng thì có giá là 1.200 đồng một viên. Thì rất mong các bác xem video thì mình ấn đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng em nhé. Và đừng quên ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật video mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác xem video đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Em cảm ơn các bác rất nhiều.